Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đến nay. Kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thực hiện nghiêm túc đồng bộ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban chỉ đạo đã họp 3 phiên và thường trực Ban chỉ đạo họp 5 cuộc, thường xuyên nghe 3 ngành làm án gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra kiểm tra một số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đất đai, xây dựng đầu tư, đồng thời chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình là vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề do Công ty Thực phẩm Xuất nhập khẩu Hưng Yên làm chủ đầu tư. Ban chỉ đạo đã đưa 4 vụ án, 2 vụ việc phức tạp vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo. Trong đó, có 3 trên 4 vụ đã kết thúc điều tra, 1 trên 4 vụ án đã được đưa ra xét xử. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Ân Thi. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thúc đẩy công tác điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, tác động lan tỏa răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi pháp luật và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo đánh giá phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với các bước đi vững chắc trên mọi nhiệm vụ và có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tích cực chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt dựa vào nhân dân cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.